chia sẻ cho các bạn quy trình làm kế hoạch marketing hiệu quả và chi tiết. Xin chào các bạn, mình là Hiếu và sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết cái cách để xây dựng ra được một cái chiến lược marketing cụ thể ở đây là như thế nào. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó chính là cái khung lộ trình để Hiếu xây dựng ra được những cái kế hoạch marketing chi tiết. Và đây chính xác là cái khung mà Hiếu tư vấn và xây dựng cho chính bản thân của mình khi mà mình làm bất kể một cái dự án kinh doanh hay marketing nào. Ở đây thì mình sẽ có hai bảng. Bảng thứ nhất đó chính là bảng A, lộ trình xây dựng kế hoạch, và bảng B là lộ trình xây dựng kế hoạch marketing. Rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại cái bảng đầu tiên. Thế thì tại sao Hiếu lại phải xây dựng hai cái bảng này thì Hiếu sẽ giải thích cho các bạn cụ thể như sau. Là thông thường ấy, khi mà mình đi tư vấn cho một doanh nghiệp hay là mình làm chính cho bản thân của mình ấy, đầu tiên mình cần phải rõ ràng cái mục tiêu của mình ở đây là cái gì. Thì như vậy mình xây dựng các cái kế hoạch marketing nó mới rõ ràng, nó mới chi tiết và nó phải bám sát được vào cái mục tiêu của mình xây dựng. Và khách hàng của mình đa số là những doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là những doanh nghiệp startup. Thế thì thông thường khi mà mình đến mình tư vấn cho họ để xây dựng ra những kế hoạch marketing ấy, thì mình thường phải nắm bắt những cái mục tiêu của bên họ là gì. Thông thường có một số bên họ có nhưng mà lại chưa rõ ràng, thế nên là cần phải hệ thống lại cụ thể ra, thì như vậy mình mới có thể bám sát được vào. Và đa số là các doanh nghiệp chưa có cái mục tiêu cụ thể, tức là họ chỉ đang có ý tưởng kinh doanh cái gì và họ cứ thế họ làm theo thôi, họ kinh doanh gần như là dựa trên cái cảm xúc vậy. Thế thì nhiệm vụ của Hiếu đầu tiên ấy là vào sẽ cần phải hệ thống lại làm sao để có thể giúp họ xác định ra được những cái mục tiêu cụ thể ngắn hạn và dài hạn, và từ đấy thì bắt đầu Hiếu mới có thể bám vào để xây dựng ra được những kế hoạch marketing nó sát với cả cái mục tiêu của họ. Chứ còn bây giờ mình còn chưa hiểu mục tiêu của họ là gì thì như vậy mình làm kế hoạch marketing nó cũng đi hẳn sang một chỗ khác, như vậy rất là nguy hiểm. Và kể cả khi mà Hiếu làm cho chính bản thân của Hiếu cũng vậy, giai đoạn đầu á mình đang có ý tưởng này ý tưởng kia ấy, nhưng mà ok mục tiêu vẫn chưa rõ ràng, thế là bây giờ mình cứ xây dựng kênh, mình cứ làm YouTube, mình cứ làm group, mình cứ làm tất cả mọi thứ, xong đến lúc mình có ý tưởng kinh doanh cái này kinh doanh cái kia, tức là nhìn lại những cái kênh mạng xã hội mình đã xây dựng từ trước ấy, nó lại chả liên quan gì mục tiêu của mình cả, và như vậy thì gần như là mình lại phải xây dựng lại từ đầu. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái sơ đồ này ấy, nó chính là 8 lộ trình lần lượt từ 1 đến 8, và đây cũng chính là cái khung để Hiếu nắm bắt và tư vấn khách hàng hay tư vấn cho chính bản thân của mình để khi mà mình làm ra một kế hoạch làm sao nó có sự logic và nó hiệu quả, nó sát với cả cái mục tiêu của mình làm nhất, và như vậy thì kế hoạch nó bắt đầu nó mới có hiệu quả. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở lộ trình đầu tiên đó chính là cần phải nắm bắt mục. Thì mục tiêu ở đây cụ thể hơn ấy, thì Hiếu sẽ chia thành hai phần, đó chính là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Thế thì khi mà làm một cái gì đó cũng vậy, chúng ta sẽ cần phải có được một cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Thì ngắn hạn nó có thể đâu đó ở tầm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay như nào thì tùy vào các bạn. Thì thông thường mục tiêu ngắn hạn chúng ta lên để trong khoảng thời gian tối thiểu mà chúng ta có thể chịu đựng được để làm sao chúng ta thu được về kết quả. Tức là bây giờ chúng ta tập trung cho mục tiêu dài, xong rồi chúng ta không có đủ nguồn lực, không có đủ chi phí để chúng ta vận hành để đạt cho cái mục tiêu dài đấy, thì chúng ta sẽ cần phải có những cái mục tiêu ngắn hạn. Nó sẽ là những cái bước bậc nhỏ 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 để chúng ta đạt được cái mục tiêu dài hạn. Tức là chúng ta sẽ cần phải có những cái duy trì nó tồn tại được qua ngày đã, qua tuần, qua tháng đã. Và lúc đấy thì chúng ta bắt đầu với con nền tảng để chúng ta xây dựng ra những cái mục tiêu dài hạn. Làm sao để đặt ra được một cái mục tiêu hiệu quả thì Hiếu cũng đã có một cái video nói về cái việc là cái cách đặt mục tiêu sao cho hiệu quả, sao cho thông minh. Nó có tên là bài 14 các bước đặt mục tiêu SMART, các bước đặt mục tiêu thông minh, ở trên kênh YouTube của mình cũng có. Hoặc là Hiếu sẽ để đâu đó ở trong cái thẻ tag, các bạn ấn vào trong góc màn hình này và nó sẽ chuyển sang video đấy. Khi mà các bạn quay lại, các bạn làm chi tiết về cái mục tiêu của các bạn thì Hiếu nói qua cho các bạn để các bạn có thể nắm được là mục tiêu của chúng ta sẽ cần phải có 5 yếu tố. Thứ nhất là nó phải cụ thể, tức là mục tiêu nó phải rõ ràng ra. Khi mà các bạn họp với nhau ấy, các bạn nói ra mục tiêu và những cái người ngồi trong bàn họp đấy họ phải hiểu cái mục tiêu các bạn nói ở đây là gì, chứ không phải là bạn nói mục tiêu ra xong chả ai hiểu là mục tiêu các bạn ở đây là gì, thì như vậy thì làm sao mà làm hiệu quả được, đúng không? Thứ hai là mục tiêu các bạn phải đo lường được, tức là khi chúng ta đã có mục tiêu rồi, chúng ta muốn trở thành số 1, trở thành số 2, hay chúng ta muốn bán được tốt nhất trong khu vực của mình, hay là các bạn muốn top 1 về cái ngành sản phẩm gì đó, chúng ta sẽ cần phải có cái số liệu đo lường cụ thể ở đây là như thế nào là top, bán được bao nhiêu thì là top 1, bán được bao nhiêu thì là top 2, hay thằng bán top đầu bây giờ đang là bao nhiêu, thằng bán top 2 đang là bao nhiêu. Tức là chúng ta sẽ cần phải có những số liệu cụ thể, và không những vậy, tùy thuộc vào cái công cụ các bạn đo lường thì chúng ta hãy cố gắng đo lường nó một cách chính xác để biết được là cái mục tiêu của chúng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Hiếu làm bán khóa học chẳng hạn như vậy, và Hiếu kỳ vọng mà mỗi tháng sẽ bán được đâu đó khoảng tầm 100 đến 200 khóa học.
bây giờ mình mới bán được có 3 khóa học thôi, hay mình mới bán được có 30 khóa học, hay mình bán được 100 khóa học, thì mình biết được là mình đạt được bao nhiêu phần trăm với cả cái mục tiêu mình đề ra. Thì các bạn lưu ý nhé, là cái yếu tố số 2 là phải đo lường được, và yếu tố số 3 đó chính là có thể đạt được nữa. Bây giờ Hiếu đặt ra một cái con số là bán 1.000 khóa học một tháng hay bán 1.000 khóa học trong vòng một ngày. Những con số như vậy rất là thiếu thực tế, chúng ta sẽ phải đặt ra những mục tiêu làm sao nó khả thi, nó đạt được. Thì như vậy chúng ta mới có cái động lực để chúng ta làm ra những cái mục tiêu tiếp theo. Và các bạn cũng có thể là tham khảo từ những cái bên đối thủ của chúng ta, hoặc tham khảo từ những cái người mà người ta đã làm trước. Ví dụ vậy, các bạn biết là đối thủ của mình, người ta có một cửa hàng nail và một tháng doanh số của người ta là 100 triệu. Bây giờ các bạn đi vào sau và các bạn muốn đầu tư và làm được như họ, thì ít nhất là các bạn cũng phải đặt ra là cái mục tiêu là bằng họ, hoặc là thấp hơn họ một chút hoặc cao hơn họ một chút. Thì như vậy nó căn cứ hơn, chứ không phải là cái quán nail đấy một tháng đã bán được 100 triệu, sau các bạn đặt kỳ vọng là một tháng các bạn đã bán được 200 triệu, 300 triệu, hoặc là các bạn bán được 1 tỷ, như vậy là nó sẽ không sát với mục tiêu. Các bạn hình dung ra chưa? Rồi sau đây chúng ta sẽ chuyển sang là nó phải liên quan đến mục tiêu chung, tức là cái mục tiêu ngắn hạn này nó phải phục vụ cho cái mục tiêu dài hạn, hoặc là nó phục vụ cho cả cái kế hoạch kinh doanh các bạn, nó phải rõ ràng. Đương nhiên rằng là khi mà xây dựng mục tiêu ấy thì nó phải dựa trên cái thời gian và nguồn lực, tức là chúng ta sẽ cần phải có cụ thể là nguồn lực ở đây là gì và thời gian sẽ triển khai mục tiêu đấy là bao nhiêu, thì như vậy chúng ta mới có thể là bám sát được vào cái mục tiêu của mình. Nói đơn giản như vậy thôi, nhưng mà đa số mọi người làm mục tiêu nó còn chưa được ok cho lắm. Thông thường Hiếu sẽ cần phải nắm được hai yếu tố, tức là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Thì ở đây đó chính là công việc chi tiết ở bản thân của Hiếu. Khi mà Hiếu đặt ra mục tiêu ấy, thì Hiếu sẽ đặt ra mục tiêu ngắn hạn là ok, Hiếu sẽ tập trung vào việc bán khóa học online, bán khóa học offline trong cái chủ đề về marketing và kinh doanh. Thì đấy là mục tiêu ngắn hạn. Còn mục tiêu dài hạn của Hiếu đó chính là mình sẽ xây dựng ra một cái trang web chuyên cung cấp các cái khóa học online về chủ đề kinh doanh và có thể là nhiều chủ đề khác nữa. Tại sao chúng ta cần phải đặt ra những mục tiêu như vậy? Thì ở đây sẽ là một số những lưu ý mà các bạn sẽ cần phải nắm được. Đó chính là khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu là A, và bây giờ chúng ta xây dựng kế hoạch là A chẳng như vậy. Thế xong rồi các bạn xây dựng ra cái kênh truyền thông, các cái nội dung của các bạn, xong rồi các bạn thay đổi lại mục tiêu, và như vậy sao? Tất cả những công sức các bạn xây trong giai đoạn trước ấy, nó gần như là công cốc. Mình có một anh khách hàng, cái mục tiêu ban đầu của anh đấy đặt vấn đề với mình, đó chính là anh ấy muốn bán thời trang, muốn bán những cái đồ hãng hay đồ out chẳng như vậy. Thế là lúc đấy các cái chiến lược xây dựng truyền thông hay xây dựng các kênh mạng xã hội ấy, thì tập trung là chia sẻ về các cái kiến thức liên quan đến thời trang, liên quan đến cách phối đồ. Và sau một thời gian thì anh cảm thấy bán những cái đồ thời trang này nó không hiệu quả lắm, và anh ấy muốn thay đổi lại, và anh ấy muốn mang cái nước hoa lên cái kênh thời trang của anh đấy để giới thiệu để bán. Và như vậy sao, cái tệp khách hàng của anh đấy đang xem cái kênh của anh đấy, người ta quan tâm về chủ đề thời trang chứ người ta không quan tâm về chủ đề nước hoa. Không những vậy, các bạn thử nghĩ xem, khi mà chúng ta đi mua nước hoa ấy, thì các bạn sẽ đi mua nước hoa bởi một cái người rất giỏi về thời trang tư vấn cho các bạn, hay là các bạn sẽ đi mua nước hoa bởi một cái người chuyên cung cấp phân phối nước hoa và chuyên review về nước hoa? Khi mà thay đổi lại cái mục tiêu như vậy thì tất cả những kênh truyền thông kia gần như là không khai thác được, và bây giờ cần phải xây dựng lại từ đầu, hoặc là sẽ cần phải điều chỉnh lại nội dung của các cái nền tảng đấy. Và đương nhiên là không phải là một chốc một lát chúng ta thể làm điều đấy, mà chúng ta sẽ cần phải có thời gian. Khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu chúng ta không bám sát mục tiêu, hoặc là chúng ta thay đổi mục tiêu, nó rất nguy hiểm. Và yếu tố số 2, khi mà đã có những cái mục tiêu ấy thì bắt đầu chúng ta sẽ có những kế hoạch cụ thể cho nó. Ví dụ như anh đấy làm về kênh thời trang chẳng như vậy, và anh muốn review về nước hoa, thế thì mục tiêu của anh đấy là bán cả nước hoa và bán cả thời trang chẳng như vậy. Thì cái mục tiêu dài hạn của chúng ta sẽ cần phải hướng tới là xây dựng ra một cái kênh thời trang chuyên tư vấn cho nam giới, ví dụ như là liên quan đến tóc, liên quan đến quần áo, liên quan đến thời trang, liên quan đến nước hoa, rồi liên quan đến nhiều tố khác nữa mà làm sao phục vụ cho nam giới. Và như vậy thì cái kênh đấy nó mới có thể bán được cả thời trang và bán cả nước hoa. Đương nhiên rằng là cái công sức và cái chất xám về nội dung nó sẽ cần phải rộng hơn, cũng đồng nghĩa với việc là kiến thức sẽ cần phải nhiều hơn. Nhưng mà đấy là mục tiêu dài hạn, và như vậy chúng ta sẽ có cái sự chuẩn bị để chúng ta setup dần, tức là chúng ta sẽ setup ban đầu là một cái kênh chuyên về thời trang, xong dần dần thì chúng ta sẽ bổ sung thêm các nội dung khác. Hoặc là chúng ta có thể là tập trung chuyên về nam giới luôn, nhưng mà giai đoạn đầu chúng ta tập trung chuyên về thời trang, để các bạn sẽ hiểu được cái vai trò của cái mục tiêu ấy nó quan trọng như thế nào. Nếu mà chúng ta không rõ ràng mục tiêu ấy thì kế hoạch các bạn xây dựng ra ấy, nó sẽ không sát và rất là nguy hiểm. Tiếp theo đó chính là ý tưởng kinh doanh. Mô tả ở đây ấy là chúng ta sẽ cần phải rõ ràng cái ý tưởng kinh doanh, cái sản phẩm hay cái dịch vụ của mình ở đây là gì, cụ thể nó ra về cái hình thức, hình dạng, rồi cái cách thức, bao bì, nhãn mác sản phẩm hay cụ thể như thế nào, và thời gian chúng ta dự kiến ra mắt của nó là như thế nào. Tức là chúng ta sẽ cần phải hình dung ra những ý tưởng mà chúng ta sẽ định làm cụ thể. Các bạn cũng sẽ cần phải làm, hay khách hàng của Hiếu cũng sẽ cần phải làm, và đương nhiên Hiếu sẽ tư vấn thêm ở cái này thì trong phần marketing tí ở trong bảng sau Hiếu sẽ đào sâu hơn cho các bạn. Sau chúng ta chuyển sang cái yếu tố số 3 là bây giờ sau chúng ta có mục tiêu rồi, chúng ta có ý tưởng kinh doanh rồi, mục tiêu của chúng ta là gì, ví dụ là chúng ta muốn mở một cái cửa hàng cà phê bán tốt ở trong khu vực,
Và mục tiêu kinh doanh của chúng ta đó chính là kinh doanh cà phê kết hợp với trông trẻ, kinh doanh cà phê kết hợp với cả tô tượng hay là cái gì đó, thì đấy ý tưởng kinh doanh của các bạn. Nhưng bây giờ sao, chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu thị trường, tức là lộ trình số 3. Thì ở trong cái phần này chúng ta sẽ cần phải làm hai việc, đó chính là đánh giá cái mức độ tiềm năng của thị trường hay trong khu vực các bạn, và thứ hai đó chính là cái mức độ cạnh tranh ở trên online và trong khu vực ở đây là như thế nào. Ban đầu ý tưởng của chúng ta là muốn mở ra một quán cà phê và kết hợp kinh doanh với cả một cái gì đó. Các bạn sẽ cần phải biết được là cái cà phê này thì chúng ta sẽ là ở trong khu vực. Thì bây giờ trong khu vực các bạn, nó đang có bao nhiêu quán cà phê giống như các bạn, hay có những đối thủ gián tiếp nào cũng đang khai thác vào cái tệp khách hàng của các bạn. Thì các bạn sẽ cần phải gạch đầu dòng các cái đối thủ đấy ra để biết được là cái thị trường của chúng ta đang như thế nào và cái tỷ lệ cạnh tranh nó ra làm sao. Ví dụ ở đây Hiếu kinh doanh về khoa học chẳng hạn như vậy. Với cái sản phẩm của Hiếu thì là bán online, thì trong một tháng thì có khoảng tầm 10.000 lượt tìm kiếm. Có những đối thủ là bên A thì họ đang có những cái khóa học kinh doanh dành cho những cái tệp khách hàng như thế nào. Tương tự như vậy bên B, và đa số thì các cái khóa học mà đang có trên thị trường chủ yếu là các khóa học liên quan đến quảng cáo. Còn các khóa học của Hiếu là liên quan đến về tư duy và đào tạo về marketing. Mình thấy có vẻ thị trường đang rất là rộng mở với mình, và như vậy thì bắt đầu là mình đang biết được là mình có nên đầu tư vào cái này hay không. Làm sao để có thể lấy được những cái số liệu khi mà chúng ta nghiên cứu thị trường. Ở đây thì Hiếu cũng đã có những cái video nói về cái việc là lấy số liệu nghiên cứu thị trường thông qua các cách như là khảo sát, dùng thử, hành vi online. Thì các bạn có thể tìm kiếm xem lại cái video liên quan đến cái việc nghiên cứu thị trường. Tương tự như vậy thì Hiếu cũng sẽ để cái thẻ tag ở trên đầu video. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang lộ trình số 4, đó chính là ý tưởng triển khai. Bạn có ý tưởng kinh doanh cụ thể như thế nào? Ví dụ của bản thân của Hiếu đó chính là cách làm video. Trong phần này thì chúng ta sẽ cần phải phác họa ra những cái ý tưởng kinh doanh cụ thể và chi tiết hơn. Ví dụ như là sau khi mà nghiên cứu đối thủ ấy, thì bắt đầu Hiếu sẽ làm lại các video khóa học quay sẵn, chia sẻ nó hấp dẫn hơn, chi tiết hơn về marketing trong các cái giai đoạn đầu. Ví dụ như là làm về khóa học content marketing, khóa học xây dựng thương hiệu, insight, kịch bản bán hàng, v.v. Tiếp theo lộ trình số 5, kế hoạch triển khai tổng quan. Tức là Hiếu sẽ làm những công việc liên quan đến xây dựng ra cái bức tranh tổng quan, hệ thống lại những công việc cần phải làm và mối liên hệ giữa các công việc và ưu tiên cho đầu công việc nào trước. Ở đây Hiếu ví dụ như là Hiếu sẽ xây dựng ra cái hệ tinh sái sản phẩm, xây dựng ra các sản phẩm mình đang kinh doanh hay ý tưởng kinh doanh ở đây là gì. Sau đấy thì Hiếu sẽ xây dựng ra cái kênh truyền thông để làm sao có thể quảng bá được cái sản phẩm dịch vụ của mình đến được cho khách hàng. Và tiếp theo Hiếu sẽ xây dựng ra cái dịch vụ chăm sóc khách hàng sao cho hiệu quả. Cái lộ trình số 6 đó chính là kế hoạch triển khai chi tiết các cái giai đoạn. Cụ thể ở đây đó chính là chiến lược chi tiết giai đoạn, bao gồm như là mục tiêu ngắn hạn, lộ trình công việc, thực thi công việc, đo lường và đánh giá tiến độ, khắc phục vấn đề và tối ưu tiến độ. Sau đó chúng ta chuyển sang lộ trình số 7 là thực thi công việc, tiêu giai đoạn, các đầu công việc và KPI, người thực hiện liên quan và cách thức phối hợp. Và lộ trình số 8 đó chính là theo dõi số liệu, như là nghiên cứu số liệu này, kết quả, đánh giá, đưa ra những cái nội dung công việc tiếp theo. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy từ lộ trình số 6 đến lộ trình số 8 chúng ta sẽ lặp lại công việc này liên tục. Các bạn có thể nhìn thấy ở phần bên này nó sẽ có những cái mục đó chính là người thực thi. Thì thông thường khi mà Hiếu đến tư vấn cho doanh nghiệp ấy, thì khách hàng sẽ là phải người làm những cái công việc liên quan đến mục tiêu này, ý tưởng kinh doanh này, rồi cái phần nghiên cứu thị trường thì có thể là họ không có chuyên môn, Hiếu sẽ vào làm trực tiếp. Còn đương nhiên là họ có kiến thức, tức là họ có kiến thức thì rất là tốt, tức là họ tự biết nghiên cứu thị trường và họ tự biết là đâu là những sản phẩm nó phù hợp để họ đưa ra những ý tưởng, như vậy có tuyệt vời. Còn không thì Hiếu sẽ cần phải hỗ trợ họ làm cái việc này, và từ đấy thì đây mới là căn cứ để làm sao họ triển khai ra những cái ý tưởng nó chi tiết, nó hiệu quả, và Hiếu vẫn sẽ là cái người hỗ trợ. Tương tự như vậy sang lộ trình số 5, số 6. Và sau khi mà đã có những cái kế hoạch chi tiết rồi thì bây giờ sẽ cần phải có thực thi. Thì thực thi ở đây ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có những người thực thi. Thì các bạn có thể là build một phòng marketing in-house, hoặc các bạn có thể là thuê outsource bên ngoài, thuê những bạn freelancer. Thì tùy vào cái khối lượng công việc của chúng ta sẽ triển khai ở đây là gì. Đây chính là cái khung mà Hiếu tư vấn cho khách hàng. Còn với bản thân các bạn thì các bạn sẽ là người phải làm, các bạn sẽ cần phải làm tất cả những cái này luôn. Trong trường hợp các bạn thấy khó khăn những cái phần gì hoặc phần nào chưa hiểu, chưa rõ, các bạn có thể comment xuống dưới phần bình luận. Trong từng lộ trình hoặc có vấn đề gì thì cứ hỏi mình sẽ giải thích cho các bạn. Sau khi các bạn đã rõ ràng mình sẽ cần phải làm những công việc gì rồi, hoặc là ai sẽ hỗ trợ cho mình chẳng hạn như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các giai đoạn. Thì khi nào thì làm cái gì, khi nào thì làm cái gì. Còn lộ trình là như vậy, còn khi mà đi vào triển khai ấy, thì có thể là chúng ta sẽ chia thành các giai đoạn. Giai đoạn nào làm cái gì, giai đoạn tiếp theo làm cái gì, và giai đoạn tiếp theo nữa thì sẽ làm cái gì. Ở đây thì Hiếu chia thành 3 cái giai đoạn chính. Thông thường thì khi mà vào làm ấy, thì Hiếu sẽ viết kế hoạch tổng quan trước. Thì đấy cũng chính là cái công việc của lộ trình số 1 và lộ trình số 5. Tức là cần phải nắm bắt được cái mục tiêu của chúng ta định làm gì, và sau đấy thì sẽ phác họa ra một cái ý tưởng tổng quan. Xong rồi từ đấy thì bắt đầu chúng ta chuyển sang lộ trình số 2, là sẽ là ý tưởng kinh doanh ở đây là gì, nghiên cứu thị trường chi tiết hơn, kế hoạch triển khai,
kế hoạch tổng quan thì bắt đầu chị sẽ viết lại cụ thể hơn, rồi sau đấy thì sẽ là kế hoạch triển khai chi tiết từng giai đoạn, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn số 3, đó chính là chúng ta sẽ thực thi nó. Thì ở đây chúng ta sẽ cần bắt đầu là gì? Là chi tiết lại những cái công việc một lần nữa, hoặc là nó chi tiết rồi thì thôi, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải bắt đầu thực thi nó và đo lường. Thì các bạn có thể nhìn thấy là giai đoạn mà lộ trình 5, 6, 7, 8 chính là giai đoạn số 3, tức là giai đoạn mà chúng ta sẽ xem lại chi tiết cái công việc mà kế hoạch chúng ta đã dự định, và sau đấy bắt đầu chúng ta sẽ thực thi đo lường tối ưu nó. Vừa rồi là bảng A, lộ trình tư vấn xây dựng kế hoạch tổng quan cho kinh doanh. Còn thông thường khi mà khách hàng người ta có những cái đấy rồi thì mình không cần phải đào sâu vào nữa, mình chỉ cần xin họ cái mục tiêu và ý tưởng kinh doanh thôi. Và bây giờ là đúng cái công việc chính của mình, là đó chính là lộ trình xây dựng một kế hoạch marketing để làm sao có thể là cầm cái sản phẩm đấy quảng bá ra bên ngoài và bán được nhiều hàng nhất có thể. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy Hiếu cũng sẽ có 8 lộ trình rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy lộ trình đầu tiên đó chính là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu từ khóa. Chi tiết của cái phần nghiên cứu thị trường đây ấy, đó chính là nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu nhu cầu của thị trường, nghiên cứu nhu cầu ở trong khu vực. Nếu mà chúng ta các cái sản phẩm này là bán trong khu vực, nếu mà các sản phẩm dịch vụ này bán ở trong một cái khu vực nào đó. Rồi các bạn có thể nhìn thấy đây là công việc đầu tiên và cũng là một trong những công việc cực kỳ quan trọng để quyết định đến cái việc là cái kế hoạch marketing của các bạn nó có hiệu quả hay không. Ví dụ bây giờ các bạn mở một cái cửa hàng kinh doanh spa thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải nghiên cứu thị trường xem rằng là trong cái khu vực này các bạn nó có khả thi không, nó có tiềm năng không, nó có cạnh tranh cao không. Đấy thì các bạn sẽ cần phải nghiên cứu xem là trong cái khu vực các bạn, hoặc có thể là rộng hơn là xung quanh khu vực các bạn. Rồi các bạn sẽ phải nghiên cứu những cái đầu nội dung như là tiềm năng của thị trường này, ở cái mức độ cạnh tranh đối thủ này. Để nói sâu hơn vào cái phần nghiên cứu thị trường đây ấy, thì Hiếu cũng đã có những cái video chia sẻ về những cái tư duy liên quan đến market size, liên quan đến số liệu thị trường, rồi cách để thu được số liệu như là từ quan sát, hành vi online, từ khảo sát. Thì các bạn có thể là tìm xem trong cái khóa học marketing tổng quan Remake V3 ở trong cái kênh YouTube Hinu ấy, các bạn có thể tìm xem dưới đấy, hoặc là Hiếu cũng sẽ để những cái tag ghi mà để các bạn có thể là bấm vào khi mà các bạn muốn xem chi tiết về nó. Tức là nói qua cho các bạn cái market size, tức là ok trong khu vực của chúng ta ấy, nó có khoảng tầm là 10.000 dân chẳng hạn như vậy. Thế thì trong 10.000 dân đấy thì có bao nhiêu người là có nhu cầu sử dụng spa các bạn. Đấy, như vậy thì các bạn mới biết được là cái khách hàng tiềm năng của các bạn ở đây là bao nhiêu. Sau khi các bạn biết được cái market size rồi thì các bạn sẽ phải biết được là hiện tại market size đấy đã được khai thác bao nhiêu phần trăm rồi, tức là đang có bao nhiêu đối thủ cùng tham gia khai thác cái market size đấy, và bây giờ các bạn sẽ vào thì các bạn sẽ chiếm được khoảng tầm hay dự kiến chiếm bao nhiêu phần trăm, và bây giờ các bạn muốn nâng cao cái thị phần của mình lên, chiếm được nhiều market size hơn thì các bạn sẽ cần phải làm những cái công việc gì đó. Rồi tiếp theo là hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể quan sát, để chúng ta sẽ có những ý tưởng khi mà chúng ta định mở cái cửa hàng spa đấy. Các cái số liệu hành vi online để các bạn có thể hiểu về trend, nắm bắt được số liệu, cái nhu cầu để chúng ta có thể làm ra những cái nội dung cho cái nền tảng hay cho các cái mạng xã hội chúng ta nó hiệu quả hơn. Đó chính là cái vai trò của việc nghiên cứu thị trường, nó sẽ giúp bạn làm những cái đầu công việc đó. Xây dựng kế hoạch marketing ấy, thì giai đoạn số 1, lộ trình số 1, Hiếu sẽ cần phải nghiên cứu tất cả những cái thông tin đó ra, và Hiếu sẽ liệt kê ra một cái bảng, và từ đấy bắt đầu mình, và dựa trên những cái số liệu đấy ấy, thì như vậy các cái ý tưởng của mình nó mới khả thi hơn và kế hoạch của mình nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Sau đó chúng ta chuyển sang lộ trình số 2, đó chính là lựa chọn sản phẩm. Dựa trên những cái số liệu đấy, dựa trên cái nhu cầu thị trường như vậy thì bắt đầu Hiếu sẽ đóng gói các cái sản phẩm của mình, xây dựng ra các cái chiến lược sản phẩm dịch vụ hay là cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của mình. Ở đây thì Hiếu sẽ xây dựng ra một cái chiến lược sản phẩm. Các bạn có thể nhìn thấy chia sẻ các đầu nội dung như sau. Đầu tiên đó chính là cấp sản phẩm, thứ hai là sản phẩm phễu, thứ ba là dạng sản phẩm dùng thử, thứ tư là sản phẩm giá rẻ, sản phẩm giá cao, sản phẩm mua lẻ, sản phẩm bán mới, sản phẩm bán nối tiếp, sản phẩm combo và sản phẩm chăm sóc. Tùy vào cái sản phẩm dịch vụ của mình thì mình có thể là xây dựng dựa trên những cái bảng tổng quan này, chứ chúng ta cũng không nhất thiết là cần phải xây dựng tất cả. Ở đây thì mình sẽ không quá chi tiết vào cái nội dung này, mình chỉ nói qua để các bạn có thể hình dung qua ra thôi. Ví dụ khi mà chúng ta kinh doanh spa thì chúng ta đang có ý định là bán một cái gói liên quan đến trị mụn chẳng hạn như vậy. Cái gói đấy có thể là 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Làm sao để cái sản phẩm đấy nó có thể tiếp cận được tới nhiều khách hàng hơn. Hiếu sẽ tư vấn làm sao để đóng gói ra được một cái sản phẩm phễu có thể là miễn phí để khách hàng có thể đến trải nghiệm thử, và từ đấy thì chúng ta sẽ khéo léo để chúng ta chốt sale sang cái sản phẩm đấy. Hoặc các bạn không thích là các bạn tặng thì các bạn cũng có thể là tách ra một buổi lẻ để các bạn bán với cái mức giá nó rẻ hơn một chút, hoặc là làm sao nó hấp dẫn một chút để người ta đến người ta dùng thử. Thì đấy chính là sản phẩm dùng thử, sản phẩm giá rẻ. Và như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chốt vào cái sản phẩm của chúng ta. Là có những khách hàng người ta VIP, có thể là người ta VIP và người ta muốn các cái dịch vụ cao cấp hơn, thì như vậy các bạn cũng sẽ cần phải có những cái sản phẩm giá cao cấp.
từ cái sản phẩm đó các bạn có thể là thêm những cái hương liệu, thêm những cái quy trình gì đó để làm sao cái sản phẩm đấy các bạn cao cấp hơn, để các bạn phục vụ cho những người mà người ta có nhu cầu, để tránh trường hợp khi mà các bạn tiếp khách hàng VIP ấy, các bạn lại toàn các sản phẩm trung bình, và như vậy thì người ta vẫn dùng thôi nhưng các bạn sẽ bị mất cơ hội để các bạn có thể chốt sale kiếm nhiều tiền hơn. Thì đấy chính là cái ý đồ của cái chiến lược sản phẩm là như vậy. Thì tùy vào cái sản phẩm dịch vụ các bạn ấy, thì các bạn có thể xem rằng là cái sản phẩm này của mình sẽ cần phải có những cái gì để làm sao có thể dễ dàng quảng bá được tới khách hàng của mình được nhiều nhất có thể. Hay ví dụ khi mà Hiếu chốt một cái website, bán được một cái website ấy, thì không phải Hiếu bán xong chủ đề đấy, mà Hiếu sẽ bán thêm một cái gói nữa là gói chăm sóc website. Thì cái gói này là gói viết bài hàng tháng này, gói có thể là thăm khám bệnh này, tối ưu bảo mật hay là gì gì đó, để làm sao mình có thể thu tiền liên tục, chứ không phải bán xong một website rồi xong rồi lại để đấy, nó rất hợp phí. Các bạn sẽ cần phát triển ra các sản phẩm của mình và biến nó thành một cái chiến lược sản phẩm, chứ không phải chúng ta chỉ cứ làm cái sản phẩm ra thôi. Đó, thì ở đây Hiếu cũng có những cái bảng ví dụ các hệ sinh thái sản phẩm của bên Hinu, và các bạn cũng có thể tham khảo. Các bạn để lại Gmail ở phía dưới bình luận thì Hiếu sẽ gửi cho các bạn cái bảng này để các bạn tham khảo, các bạn xây dựng ra chiến lược sản phẩm cho cái lĩnh vực của mình đang kinh doanh. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang cái lộ trình tiếp theo, đó chính là chân dung khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ là lộ trình số 4. Thì hai cái này thì các bạn sẽ là bình thường thôi. Thì Hiếu cũng đã có những cái video nói về cách chân dung khách hàng của mình như thế nào, cách phân tích đối thủ của mình như thế nào. Thì chân dung khách hàng thông qua các đầu nội dung như là nhân khẩu học, họ ở đâu, thu nhập, giới tính, nghề nghiệp, hay là những cái quan điểm hay những cái mục tiêu của họ ở đây là gì. Từ đấy thì các bạn có thể đi sâu hơn cái khát vọng, mục tiêu, mong muốn, hay là những cái insight mà được gọi là customer insight đó, rồi chính là những sự thật ngầm hiểu, thì các bạn đào sâu hơn. Hiếu cũng đã có những cái video phân tích cho các bạn rất chi tiết để cách các bạn có thể chân dung khách hàng và đào sâu về insight của họ như thế nào. Thì Hiếu cũng sẽ để những cái đường link ở đây để các bạn có thể bấm vào, các bạn tìm hiểu chi tiết hơn để các bạn hoàn thiện cái lộ trình số 3. Còn số 4 thì đó chính là chúng ta sẽ phân tích đối thủ của chúng ta thông qua đối thủ trực tiếp và đối thủ gián tiếp. Thì chúng ta sẽ kéo bảng ra và liệt kê các cái đối thủ, và chúng ta sẽ biết được là họ đang mạnh cái gì, đang yếu cái gì. Từ đấy sẽ là cái căn cứ để chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược tiếp theo nó được hiệu quả hơn. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang lộ trình số 5, đó chính là phân tích lợi thế cạnh tranh. Đây là cái phần mà Hiếu rất thích. Đó chính là các bạn sẽ cần phải trả lời được cái câu hỏi hay cái lý do vì sao mà khách hàng sẽ mua sản phẩm dịch vụ của các bạn. Ở đây thì Chiếu sẽ trả lời theo hai góc độ lý trí và góc độ cảm xúc, đó chính là marketing mix 7P, hay là, và tiếp theo đó chính là selling point, là bán hàng dựa trên những cái yếu tố về cảm xúc. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây ấy, thì chúng ta sẽ thuyết phục khách hàng, hay là lý do vì sao khách hàng sẽ mua sản phẩm dịch vụ của mình thông qua hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố lý trí và thứ hai là yếu tố về cảm xúc. Thì yếu tố lý trí thì chúng ta sẽ khai thác dựa trên cái marketing mix 7P, còn yếu tố cảm xúc thì chúng ta sẽ dựa trên những cái hiệu ứng tâm lý liên quan đến selling point. Rồi thì ở trong marketing mix 7P ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có là sản phẩm này, giá này, phân phối, quảng bá, con người, quy trình, cơ sở vật chất, cơ sở vật lý, cơ sở hạ tầng. Đấy, các bạn có thể hình dung ra. Bây giờ các bạn kinh doanh một cái spa thì lý do người ta mua hàng các bạn là bởi vì các bạn giá các bạn rẻ hơn, hay bởi vì là bên đội ngũ các bạn có một chuyên gia rất là nổi tiếng, hay bởi vì sản phẩm các bạn nó có một cái gì đó rất là khác biệt, hay là bởi vì cái địa điểm các bạn gần hơn họ, hay là nhiều yếu tố gì đó. Thì các bạn sẽ cần phải trả lời rõ ràng ra được cái lợi thế cạnh tranh các bạn, cái lý do vì sao người ta sẽ mua hàng các bạn. Và khi mà các bạn trả lời ra cái điều này ấy, thì bắt đầu sao chúng ta sẽ xây dựng các cái nội dung nó xung quanh cái lợi thế này các bạn. Thì khách hàng người ta nhìn thấy, người ta sẽ hiểu và người ta biết được là à, cái bên này đang có cái mà người ta đang cân nhắc, người ta giải quyết được vấn đề mà người ta đang lo sợ, hay người ta đang cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thì các bạn có yếu tố đấy, các bạn sâu ra cho họ, họ nhìn thấy là họ sẽ mua hàng các bạn. Thế nhưng bây giờ các bạn không biết được lý do vì sao người ta mua hàng của mình. Các bạn lên các bạn viết bài, cứ viết lung tung, nay thích thì viết cái gì, mai thích thì viết cái gì. Như vậy sao nó sẽ không đúng được vào cái trọng tâm của cái việc, đó chính là lý do vì sao mà người ta sẽ chọn các bạn. Rồi các bạn có thể xem vào những cái video mà Hiếu cũng đã quay ở trên YouTube rồi. Còn nếu mà các bạn muốn đào sâu hơn nữa, các bạn có thể đăng ký cái khóa học marketing tổng quan, chi phí của nó là 590.000. Trong đấy thì Hiếu sẽ giải thích sâu hơn cho các bạn, để các bạn từ đấy lên ra cho mình được những kế hoạch. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái lộ trình số 6. Thì đây sẽ là phần cao hơn. Rồi trong cái phần này các bạn sẽ cần phải học cách phân khúc thị trường. Ở đây các bạn sẽ đợi một chút, mình sẽ sâu các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Phân khúc thị trường thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách phân khúc, như phân khúc dựa trên nhân khẩu học này, địa lý, tâm lý học, hành vi người tiêu dùng, phân khúc thị trường theo doanh nghiệp, theo thị trường quốc tế vân vân. Các bạn có thể là xem những cái video quay sẵn đây, mình sẽ để ở đây các bạn xem chi tiết về nó. Đấy thì đương nhiên là khi mà chúng ta làm những công việc liên quan định vị, phân khúc các thứ thì các bạn sẽ cần phải làm thêm cả các công việc khác nữa, như là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta, rồi những cái điểm mạnh điểm yếu,
cơ hội thách thức thì đây chính là cái mô hình SWOT. Rồi từ đấy thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái kế hoạch dựa trên những cái mô hình SWOT đấy, chúng ta sẽ tận dụng nó để xây dựng ra cái kế hoạch marketing của chúng ta như thế nào. Đây là cơ bản thôi, còn nâng cao hơn nữa thì các bạn sẽ cần phải xây dựng ra cho mình những cái thương hiệu để định vị nó rõ ràng hơn. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái lộ trình số 7, đó chính là xây dựng ra cái chiến lược, chiến dịch, marketing và cái KPI. Thì các bạn phải lưu ý là chiến lược và chiến dịch là khác nhau nhé. Để dễ hình dung hơn ấy, Hiếu sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ là bây giờ mục tiêu của các bạn là cần phải đi ra công viên cách nhà khoảng tầm 10 km chẳng hạn như vậy. Thì đấy chính là gì? Đấy chính là kế hoạch. Rồi, kế hoạch của ta là cần phải đi ra công viên trong khoảng thời gian 2 tiếng. Nó không đơn giản là chúng ta sẽ đi một phát và ra công viên được, mà bây giờ các bạn sẽ cần phải là có một đoạn đi xe máy, có một đoạn đi xe buýt và có một đoạn đi bộ chẳng hạn như vậy. Thế thì bây giờ làm sao để đi xe buýt hiệu quả, làm sao để đi xe máy thông minh và làm sao đi bộ mà tốn ít sức nhất? Thì đấy chính là các cái chiến dịch đi bộ, chiến lược bước như thế nào, chiến dịch bắt xe buýt, rồi chiến dịch làm sao mà thuê được xe máy hay là nhờ bạn bè chở. Thì đấy là chiến dịch sẽ làm những cái đoạn nhỏ, chiến lược thì sẽ làm những cái tổng thể. Đó, thì chiến lược và chiến dịch nó khác nhau đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ cần phải phác họa ra những cái kế hoạch tổng quan và chi tiết từng giai đoạn khi mà chúng ta làm marketing. Thì đấy chính là chiến lược, tức là chúng ta phác họa ra tổng quan này, sau đấy chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Chúng ta sẽ cần phải có kế hoạch xây dựng thương hiệu nếu mà các bạn muốn đầu tư, các bạn muốn làm lâu dài, làm bài bản. Rồi kế hoạch truyền thông, kế hoạch xây dựng ra các nền tảng marketing, xây dựng ra phòng ban marketing và thuê ngoài, hay xây dựng ra cái mục tiêu. Cho các bạn xem một vài ví dụ khi mà xây dựng một kế hoạch marketing tổng quan ấy. Đây chính là một cái bảng kế hoạch marketing tổng quan, các bạn có thể nhìn thấy này. Ở đây ấy, thì Hiếu sẽ phác họa ra tất cả những cái đầu công việc chung mà mình sẽ cần phải làm. Dựa trên các đầu công việc chung đấy thì bắt đầu mình sẽ đi chi tiết từng đầu công việc một. Ví dụ như là kế hoạch xây dựng thương hiệu này, kế hoạch xây dựng nội dung này, kế hoạch sự kiện hội thảo livestream này, kế hoạch làm website, kế hoạch làm truyền thông, xây dựng các kênh mạng xã hội này. Cụ thể là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ, phân tích mục tiêu, xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng chiến lược nội dung, kịch bản sản phẩm, kịch bản bán hàng, câu chuyện thương hiệu, truyền thông thương hiệu, các event hàng tuần, spam bán hàng như thế nào, các cái chiến lược phát triển kênh công tác viên, cái chiến lược xây dựng ở trên page, rồi xây dựng group, rồi nhiều cái khác nữa. Thì đấy chính là cái tổng quan. Các bạn sẽ lựa chọn xem rằng là với sản phẩm dịch vụ của mình ấy, thì mình cần cái gì thì mình làm cái đấy, chứ không phải mình làm tất cả. Như vậy nó sẽ bị phí nguồn lực và nó cũng không dùng đến. Đương nhiên các bạn để cái Gmail lại thì cũng sẽ gửi cho các bạn tất cả những cái bảng này để các bạn có thể xây dựng ra được một cái lộ trình marketing nó hiệu quả. Sau khi bạn xây dựng ra những kế hoạch này rồi thì đương nhiên chúng ta chuyển sang để thực thi. Sau khi thực thi ấy, thì chúng ta chuyển sang cái lộ trình số 8, đó chính là theo dõi số liệu và tối ưu. Thì các bạn có thể nhìn thấy khi chúng ta xây dựng ra bất kể một cái điều gì đó thì chúng ta sẽ cần phải tìm cách đo lường lại xem là sản lượng doanh số chúng ta bán được là bao nhiêu. Hoặc là nếu mà chúng ta xây dựng các cái kênh truyền thông ấy, thì chúng ta cũng sẽ cần phải đo lường lại tất cả những cái thống kê, những cái chỉ số khi mà xây dựng ở trên truyền thông. Ví dụ cho các bạn là giả sử bây giờ Hiếu làm website chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ cần phải biết được là cái hiệu quả khi mà mình làm website ở đây là như thế nào. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là trang web của Hinu. Thì nó sẽ có những cái phần quản trị để Hiếu có thể đo lường lại được cái số liệu. Cái này thì sẽ cần có kiến thức chuyên môn một chút, số người truy cập một tháng là bao nhiêu, tỷ lệ cạnh tranh, top sale từ khóa hay là các yếu tố gì đó liên quan website của các bạn thì tùy vào nội dung chi tiết. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ cần phải đo lường tất cả những cái chỉ số này lại để biết được là có bao nhiêu người ta vào cái trang web của mình, cái thứ hạng tìm kiếm của mình là bao nhiêu, và từ đấy bắt đầu mình sẽ biết được là tình hình của mình đã đến đâu rồi. Thì ví dụ đấy là các cái chỉ số ở website. Và tương tự như vậy, Hiếu làm ở trên YouTube, Hiếu làm TikTok, là các cái kênh mạng xã hội, thì Hiếu cũng sẽ cần phải tìm cách đo lường lại được nó. Thì nền tảng nào nó cũng sẽ cho các bạn các cái công cụ để các bạn đo lường thôi, nên các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Ví dụ ở trên YouTube này, nó sẽ có cái mục đó chính là số liệu, phân tích số liệu và phần xem thêm chi tiết. Đấy thì chúng ta sẽ đo lường lại xem rằng là ví dụ bây giờ Hiếu muốn đo lường về cái số lượng người đăng ký này, Hiếu sẽ biết được là những cái video nào đang mang về cho Hiếu nhiều người đăng ký nhất, video nào đang mang về cho Hiếu ít người đăng ký, video nào đang xem nhiều. Ví dụ như là kênh của Hinu này, hoặc là những kênh của các đối tác khách hàng ở bên Hiếu này. Mình sẽ show các bạn xem một vài các chỉ số để các bạn có thể hiểu. Số lượng phân tích này. Đây, như kênh này là một kênh cũng rất là lớn, kiếm được tiền từ YouTube khá là nhiều. Đấy, nhưng mà ở đây mình đang nói về, đấy các bạn có thể nhìn thấy này, là tỷ lệ xem video trung bình là bao nhiêu này, rồi số lượt xem là bao nhiêu này, số người đăng ký này, số người gì gì đó. Thì các bạn thấy rằng cái chỉ số nào nó quan trọng với kế hoạch các bạn ấy, thì các bạn sẽ cần phải đo lường lại
Sau khi đo lường lại thì các bạn sẽ cố gắng là liệt kê sang một cái bảng để các bạn đánh giá theo từng chỉ số mà các bạn mong muốn, để các bạn so sánh giữa các nền tảng hay như thế nào đó. Thì đây là tùy vào cái kỹ thuật, cái năng lực đánh giá chỉ số và tối ưu các bạn là như thế nào. Còn thông thường thì Hiếu chỉ cần đến đây là đủ rồi, và từ đấy bắt đầu Hiếu sẽ liệt kê ra những cái nội dung mà đã hiệu quả nhất, và bắt đầu mình sẽ đưa ra cái phương án để làm sao mình sản xuất ra nội dung nhiều hơn, hoặc là tối ưu lại cho những nội dung cũ của mình hiệu quả hơn. Thì đấy chính là những cái liên quan đến cái việc xây dựng ra một kế hoạch marketing, nó là như vậy. Vậy tổng quan lại, các bạn có thể nhìn thấy này, khi mà xây dựng một kế hoạch marketing ấy, thì việc đầu tiên là các bạn sẽ cần phải hiểu về cái số liệu thị trường, phải biết là cái thị trường ở đây đang như thế nào và cái mức độ tiềm năng của nó ở đây là gì. Dựa trên đấy thì bắt đầu các bạn sẽ kết hợp thêm với cả những cái ý tưởng các bạn ban đầu để các bạn sẽ xây dựng ra những cái sản phẩm dịch vụ của mình, và từ đấy thì các bạn sẽ phát triển thành một cái chiến lược sản phẩm, chứ không phải là chúng ta cứ thích ra sản phẩm là ra. Sẽ sản phẩm ra nhưng sẽ cần phải ra theo một cái chiến lược. Sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ cần phải xây dựng ra những cái chân dung khách hàng mục tiêu, cái bảng chân dung khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ để chi tiết hơn, và từ đấy bắt đầu chúng ta sẽ đưa ra những cái lợi thế cạnh tranh của mình để mình khai thác vào thị trường, chiếm thị phần. Trong lúc đấy thì chúng ta sẽ liên tục xây dựng các cái nền tảng, các cái kênh mạng xã hội của mình, xây dựng ra các kênh truyền thông và xây dựng ra những cái thương hiệu của mình ở trên đó, để làm sao cái thương hiệu dịch vụ của mình càng ngày càng lớn mạnh. Và từ đó các bạn sẽ phác họa ra các đầu công việc chi tiết, thực thi nó, đo lại số liệu và liên tục tối ưu nó. Và đó chính là cái lộ trình để xây dựng ra là một cái kế hoạch marketing tổng quan nó như thế nào. Đây chính là những kiến thức thực chiến từ cái việc mình thực hành cho chính các cái dự án kinh doanh của mình. Cái lộ trình này nó khá là hiệu quả với bản thân của Hiếu, và cũng như là áp dụng được cho rất nhiều khách hàng rồi. Thì hy vọng rằng những kiến thức này, những cái thông tin, những cái lộ trình này nó hữu ích với các bạn, và các bạn có thể sử dụng nó phục vụ cho cái kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing của mình. Ngoài ra các bạn gặp vấn đề gì hay điều gì chưa rõ thì các bạn có thể comment dưới phần bình luận, Hiếu sẽ giải đáp cho các bạn thêm. Cũng như các cái tài liệu, các bạn cần xin những tài liệu gì thì các bạn cứ comment, Hiếu sẽ gửi hết cho các bạn. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì có thể cho Hiếu xin một like, chia sẻ nếu hữu ích với cả các bạn bè các bạn, và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các cái video khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo trong chủ đề về marketing và kinh doanh này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.